Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 5 tháng 6, tất cả 1.452 thôn bản khu phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức bầu cử trưởng thôn bản khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện đồng loạt bầu trưởng thôn bản khu phố trong một ngày với mục tiêu đảm bảo nhất thể hóa 100% bí thư chi bộ là trưởng thôn bản khu phố trên cơ sở quy trình dân tin đảng cử. Trong niềm hân hoan khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực. Cử tri và nhân dân vô cùng phấn chấn, háo hức đi bầu cử trưởng thôn bản khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Từ sáng sớm, tại điểm bầu cử khu phố 4 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long đã rộn ràng không khí sôi nổi, phấn khởi. Hơn 800 cử tri đại diện các hộ gia đình trong khu phố hân hoan tới điểm bỏ phiếu từ sớm, lựa chọn người đủ tiêu chuẩn để bầu làm trưởng khu. Không khí rất là vui, tuyệt vời. Vì đây là ngày hội toàn dân. Chúng tôi là thực hiện cái nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ cử tri bầu ra một ông khu trưởng khu phố trong cái nhiệm kỳ 2022-2025 thực sự là xứng đáng là người đại diện cho toàn dân. Hôm nay tất cả bà con nhân dân đến thì phòng bầu cử đúng giờ với một cái thái độ rất là nghiêm túc và thực hiện đầy đủ những cái nội quy quy định của phòng bầu cử. Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy chính quyền, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị mọi điều kiện, từ 7 giờ sáng nay, đông đảo cử tri đại diện các hộ gia đình đã có mặt tại các điểm bầu cử, dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu với tinh thần dân tin đảng cử, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo không khí rộn ràng cho ngày hội lớn. Mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri bầu ra người có đủ năng lực, uy tín, đảm đương những công việc mà đảng và nhân dân giao phó, xây dựng thôn khu phố ngày càng phát triển, xây dựng thành phố Hạ Long là trung tâm động lực phát triển của tỉnh. Tôi rất phấn khởi khi được đi bầu cử. Vừa rồi đồng chí trưởng thôn chúng tôi là rất nhiệt tình, năng nổ, gần dân, làm được nhiều điều cho dân, nên chúng tôi tiếp tục bầu cử cho đồng chí ấy, mong đồng chí ấy tiếp tục phát huy. Ứng cử viên lần này cũng được cử tri tìm hiểu rất kỹ càng, và đồng chí là một đồng chí hoạt động năng nổ, có nhiều cái cống hiến cho khu phố, thế cho nên là nhân dân tin tưởng và sẽ bầu đồng chí vào cái khu trưởng để lãnh đạo nhân dân khu phố tiến lên. Mọi người ai cũng mang trong mình cái niềm phấn khởi, cầm cái lá phiếu bỏ vào hòm phiếu để hy vọng rằng bầu ra được một trưởng khu nhiệm kỳ mới với nhiều năng lực để làm thay ra đổi thịt cái bộ mặt của khu phố 4 chúng tôi. Không khí ngày hội bầu trưởng thôn bản khu phố rộn ràng từ thành thị đến miền núi, biên giới, hải đảo. Đặc biệt với những địa bàn thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn bản, khu phố như huyện Bình Liêu, ngày bầu cử dường như hân hoan hơn khi mà đời sống mọi mặt đều được nâng lên sau sáp nhập. Khối lượng công việc nhiều hơn trước, đòi hỏi người trưởng thôn khu càng phải tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm mới có thể đảm đương được trọng trách là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Năm nay là cái thị trấn là cũng xây dựng là nông thôn mới, đô thị văn minh, thì chúng tôi cũng rất phấn khởi và mong sau bầu được người trưởng khu đứng lên để gánh vác những cái trách nhiệm này cho toàn khu và cho chúng tôi được ngày càng đi lên. Tại thành phố Móng Cái, nơi địa đầu vùng Đông Bắc của Tổ quốc, hôm nay hơn 23.400 cử tri đại diện các hộ gia đình cũng nô nức trách nhiệm tham gia bầu cử trưởng thôn bản khu phố. Với mỗi cử tri, đây không chỉ là vinh dự, tự hào mà còn thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri, quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn đội ngũ trưởng thôn khu, những cầu nối giữa ý đảng, lòng dân với kỳ vọng về những vận hội mới, về sự đổi thay tích cực của địa phương. Thông báo cái là tập trung luôn thì phấn khởi lắm và vui mừng thì bầu lại trưởng thôn mới. Hy vọng là trưởng thôn mới sẽ cùng bà con chia sẻ khó khăn, giúp bà con làm kinh tế ở địa phương càng ngày càng vươn lên. Không khí bầu cử tại các thôn bản khu phố diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, đảm bảo an toàn. Các khu vực bỏ phiếu tại các tổ bầu cử được bố trí khoa học, tạo thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu. Toàn tỉnh có 1.011 thôn bản khu phố thực hiện hình thức bỏ phiếu kín, 441 thôn bản khu phố lựa chọn hình thức biểu quyết để bầu cử trưởng thôn bản khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Toàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc bầu cử bầu trưởng thôn. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa và làm cho tăng cường thêm cái sức lãnh đạo của chính quyền đối với người dân. Tôi cũng mong là cái người ứng cử
gánh vác trong cái khu phố trong thôn của tôi ngày hôm nay là được tốt đẹp. Ở được bầu cử cho ông trưởng khu mới này, tôi thấy rất tin tưởng là ông sẽ hoạt động rất tốt và sẽ cùng lãnh đạo nhân dân khu phố 2 sẽ làm đầy đủ tất cả những cái trách nhiệm của mình và đưa nhân dân khu phố 2 lên điển hình trong cái khu phố các khu phố khác. Theo quy định, thời gian bầu cử trưởng thôn bản khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 bắt đầu từ 7 giờ sáng nay đến không quá 19 giờ cùng ngày. Với chủ trương, quan điểm nhất quán và sự chuẩn bị chu đáo về công tác nhân sự, ngay trong buổi sáng, nhiều điểm bầu cử trưởng thôn bản khu phố đã cơ bản hoàn tất khâu bầu cử, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Tính đến 19 giờ hôm nay, 98,11% cử tri đại diện các hộ gia đình trong toàn tỉnh đã đi bầu cử, cao hơn 4,86% so với nhiệm kỳ 2020-2022. 1.449 trên tổng số 1.452 thôn khu bầu được trưởng thôn bản khu phố, trong đó 1.061 trưởng thôn bản khu phố có tỷ lệ phiếu bầu trúng cử từ 90% trở lên. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 được sự tín nhiệm của nhân dân khu phố bầu tôi làm khu trưởng. Và sau ngày hôm nay, tôi được giới thiệu làm bí thư khu phố. Bản thân tôi sẽ phát huy cái vai trò trách nhiệm của mình cùng tập thể cấp ủy, chi bộ và nhân dân khu phố hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Được trúng cử, tái cử lần này thì bản thân tôi cũng xin hứa trước Đảng và trước toàn thể nhân dân sẽ cố gắng phát huy những thành tích, những ưu điểm đạt được trong cái nhiệm kỳ vừa qua. Và cũng rất mong muốn là nhân dân tiếp tục ủng hộ giúp đỡ, bởi vì việc dễ trăm lần không dân cũng chịu, việc khó vạn lần dân liệu cũng xong. Và nhân dân ủng hộ nhiều thì thành công nhiều, nhân dân ủng hộ ít thì thành công ít, và nhân dân ủng hộ hoàn toàn thì tôi tin chắc rằng cái công cuộc xây dựng toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư sẽ được thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử trưởng thôn bản khu phố tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra đúng quy trình, dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Đây là bước quan trọng lựa chọn ra những ứng viên cho vị trí bí thư chi bộ, là bước chuẩn bị cho đại hội chi bộ ở thôn bản khu phố tỉnh Quảng Ninh diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tới đây, đảm bảo nhất thể hóa 100% bí thư chi bộ là trưởng thôn bản khu phố. Đến thời điểm này 100% nhân dân cử tri đã tham gia bầu trưởng thôn khu bản trên địa bàn thị xã Đông Triều, và 100% các thôn khu đều hoàn thành công tác bầu lần một, đảm bảo đủ điều kiện. Và đây là một căn cứ hết sức quan trọng là chúng ta sẽ tổ chức giới thiệu bầu bí thư chi bộ vào dự kiến vào 3 tháng 7 năm 2022. Sự tín nhiệm đã rất cao của nhân dân đối với các đồng chí trưởng thôn đã trúng cử trong cái cuộc bầu cử ngày hôm nay mùng 5 tháng 6. Thì Tiên Yên sẽ chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công đại hội chi bộ, và thông qua đó để chi bộ sẽ bầu các đồng chí trưởng thôn khu phố đảm nhận chức vụ bí thư chi bộ thôn khu phố. Ngay sau khi hoàn thành công tác bầu cử, nhiều thôn bản khu phố đã tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, lan tỏa tinh thần phấn khởi, vui tươi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Ngày bầu cử trưởng thôn bản khu phố đã thực sự là ngày hội toàn dân và cũng là dịp để gắn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cộng đồng dân cư.